Thưa quý vị, dưới sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Quỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, câu lạc bộ tiếng Anh Quỳnh Tấn Phát High School đã đi vào hoạt động từ năm học 2020-2021. Câu lạc bộ dần trở thành một điểm đến quen thuộc của học sinh nhà trường. Năm học 2020-2021, câu lạc bộ tiếng Anh trường Trung học phổ thông Quỳnh Tấn Phát được thành lập. Bước đầu có gần 20 học sinh các khối lớp 10, 11 và lớp 12. Theo đó, giáo viên chuyên môn tiếng Anh kết hợp với tổ chức đoàn đề ra kế hoạch và triển khai mô hình sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh. Ban giám hiệu nhà trường cũng tạo điều kiện tốt nhất như nơi sinh hoạt, trưng bày sản phẩm, thiết bị nghe nhìn, kinh phí và sắp xếp thời gian sinh hoạt cho câu lạc bộ một cách hợp lý. Nhờ vậy, câu lạc bộ tiếng Anh đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi và bổ ích, thu hút học sinh tham gia, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể cho học sinh. Đồng thời giúp học sinh rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và các kỹ năng mềm như kỹ năng hợp tác, kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức hoạt động. Câu lạc bộ tiếng Anh tổ chức sinh hoạt vào tối thứ Bảy tuần thứ Tư hàng tháng, hình thức online trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Và đến năm 2022, dịch bệnh được kiểm soát thì câu lạc bộ hoạt động kết hợp vừa trực tuyến vừa trực tiếp. Nội dung theo từng chủ đề gắn với các nội dung trong chương trình học tập của học sinh. Qua hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn này ở nhà trường. Theo thống kê năm học 2020-2021, toàn trường có 840 học sinh học tiếng Anh, trong đó có 276 em xếp loại giỏi, đạt gần 32,9%, khá 399 học sinh, chiếm gần 47%, thì đến năm học 2021-2022, toàn trường có 733 học sinh, trong đó có 435 học sinh đạt loại giỏi, chiếm gần 56,3%, 277 học sinh đạt loại khá, tỷ lệ trên 35,8%. Các em đến sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh không chỉ được học kiến thức chuyên môn mà còn được chơi, phát huy sở trường thế mạnh, hòa đồng với bạn bè, tham gia các trò chơi teamwork, khiến tính nhút nhát, tự ti của các em giảm đáng kể, rất có lợi cho việc làm việc nhóm của các em sau này. Khi vào câu lạc bộ đó thì không những mà chỉ là cải thiện về khả năng tiếng Anh mà chúng em còn đưa ra những cái chủ đề về cuộc sống để cùng mà thảo luận với nhau, mà vừa cải thiện tiếng Anh mà vừa lại tăng thêm cái vốn sống cho mỗi học sinh. Hơn một điều khiến em rất là thú vị, khiến em thấy rất là thú vị về câu lạc bộ tiếng Anh đó là nó gồm học sinh khối 10, khối 11, khối 12. Và khi mà bước vào môi trường của câu lạc bộ thì chúng em không phân biệt anh chị em gì hết, mà mọi người đều sẵn sàng thể hiện cái suy nghĩ, cái ý tưởng của mình một cách rất là tự do và thoải mái. Tụi em có thể tham gia đăng ký câu lạc bộ trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường có chủ nhiệm câu lạc bộ, và ban chủ nhiệm thì rất là cởi mở để cung cấp những thông tin cho các bạn có nhu cầu tham gia. Thì tụi em thường sẽ họp trực tuyến trên các nền tảng như Microsoft Teams hoặc là Google Meet để trải nghiệm được nhiều cái nền tảng hơn, và họp trực tiếp để dễ dàng giao tiếp hơn. Thì sau khi tham gia câu lạc bộ thì trong 2 năm qua, trình độ tiếng Anh của em được cải thiện rất là nhiều. Em có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh và cái phát âm rất là chuẩn. Hiện một trong những vấn đề mà học sinh trường Trung học phổ thông Quỳnh Tấn Phát quan tâm đó là kỹ năng mềm như kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm, quản lý thời gian, sáng tạo và đổi mới. Tham gia câu lạc bộ tiếng Anh là biện pháp tốt để các em chủ động nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình và các kỹ năng các em đang cần. Kết quả sau 3 năm thực hiện thì thành viên của câu lạc bộ ngày càng tăng. Sản phẩm của các em thì ngày càng phong phú hơn, thí dụ các em vẽ, rồi các em viết, hát, kể chuyện, đàm thoại và sinh hoạt, vui chơi, rất là thoải mái. Rồi khi tham gia câu lạc bộ thì các em ngày càng tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Rồi các em sẽ bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng Anh trong học tập và làm hành trang các em học tốt môn tiếng Anh ở các lớp sau. Hiện nay, câu lạc bộ có trên 30 học sinh, giáo viên dạy tiếng Anh làm ban chủ nhiệm. Học sinh tự nguyện đăng ký vào câu lạc bộ được xét khen thưởng khi có thành tích tham gia tốt. Thời gian tới, trường Trung học phổ thông Quỳnh Tấn Phát tiếp tục duy trì, phát triển và mở rộng mô hình cùng với sự đổi mới, nội dung sinh hoạt phong phú, sinh động, nhằm từng bước góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường nói chung và môn tiếng Anh nói riêng.